cảm ơn quý vị đã trở lại với phần tin tức của Sài Gòn TV và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ tổng thống Joe Biden đề nghị ngân sách 7.300 tỷ Mỹ kim để chi cho quốc phòng theo hãng tin AFP bản ngân sách đề nghị chính phủ do tổng thống Joe Biden vừa công bố mới nhất gồm nhiều mục từng đưa ra nhưng đã không được thông qua gồm thuế suất tối thiểu 25% đối với những người giàu nhất nước Mỹ và tăng thuế doanh nghiệp từ 21 lên 28% những người có thu nhập dưới 400.000 Mỹ Kim một năm sẽ không phải đóng thuế theo đề nghị mới, trong khi những người có tài sản hơn 100 triệu Mỹ Kim phải trả thuế bằng ít nhất là 25% thu nhập. Bên cạnh đó, chính quyền có kế hoạch tăng chi cho các chương trình an sinh xã hội, khôi phục một mức tín dụng thuế trẻ em và phân bổ gần 260 tỷ Mỹ Kim để xây hoặc bảo tồn 2 triệu căn nhà. Mức ngân sách cho quốc phòng và an ninh quốc gia được đề nghị là 895 tỷ Mỹ Kim, tăng 1% so với năm trước. Trong số này, 850 tỷ Mỹ Kim sẽ được chi cho ngũ giác đài. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, ngân sách đề nghị của Tổng thống Joe Biden sẽ nâng mức thu thuế lên 4.951 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm, gồm hơn 2.700 tỷ Mỹ Kim từ thuế doanh nghiệp và gần 2.000 tỷ Mỹ Kim từ thuế đối với những người giàu và bất động sản cùng các khoản thu khác. Theo dự báo của Tòa Bạch Ốc, nếu đề nghị này được thông qua, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ tăng thêm 1.800 tỷ Mỹ Kim trong năm 2025. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ gia hạn ngăn chặn luật di trú gây tranh cãi của tiểu bang Texas. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày hôm nay thứ Ba 12 tháng 3 đã tiếp tục tạm thời ngăn chặn luật di trú gây tranh cãi của tiểu bang Texas. Theo đài truyền hình CNN, thì luật này cho phép các cơ giới chức công lực của tiểu bang Texas bắt giam những người nào mà họ nghi ngờ là những người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Nếu không bị tối cao pháp viện ngăn chặn, thì luật này có hiệu lực vào ngày mai thứ Tư. Cho tới nay, thì luật này vẫn tiếp tục bị trì hoãn áp dụng cho tới thứ hai tuần sau. Thẩm phán Samuel Alito ban bố quyết định tiếp tục tạm thời chặn đứng luật này để tối cao pháp viện có thêm thời gian xem lại các thông tin trong vụ nói trên. Vào ngày 4 tây tháng 3 năm nay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden và một số nơi khác đã nộp đơn khẩn cấp yêu cầu tối cao pháp viện ngăn chặn thực thi luật này. Hồi tháng 12 năm ngoái, thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott của đảng Cộng Hòa, là thống đốc của Texas, đã ký dự luật SB4 cho phép giới công lực địa phương bắt giữ các di dân và cho phép tòa án ra lệnh trục xuất các di dân này ra khỏi đất nước Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc đã lên án luật này là quá cực đoan. Việc thực thi luật di trú là trách nhiệm của chính quyền liên bang, cho nên phía phản đối luật này của tiểu bang Texas cho rằng luật này là vi hiến. Trong thời gian qua, luật này đã khiến cho cộng đồng Latino ở tiểu bang Texas lo sợ. Số người Latino chiếm khoảng 40% dân số của tiểu bang Texas. Nhiều tổ chức dân quyền thí dụ như Liên đoàn dân quyền Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện nhằm cố ngăn chặn luật này của tiểu bang Texas. Tòa án ra lệnh cho ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế của cựu tổng thống Donald Trump phải trình diện ở nhà tù Miami trước ngày 19 tháng 3 để thụ án 4 tháng tù giam tội thách thức trắc đòi của quốc hội theo hãng thông tấn UPI. Được biết ông Navarro, 74 tuổi, cựu giáo sư kinh tế của Đại học University of California Irvine, có thể là người đầu tiên trong chính quyền của cựu tổng thống Đảng Cộng hòa phải ngồi tù vì vai trò trong việc lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020. Hiện tại ông Navarro đang kêu gọi tòa kháng án liên bang hoãn ngày ngồi tù để ông cố gắng kháng án. Được biết vào tháng 1, ông Navarro bị kết án 4 tháng tù sau khi bị kết án vào tháng 9 về hai tội khinh thường quốc hội sau khi từ chối tuân theo trắc đòi hầu tòa của ủy ban Hạ viện điều tra vụ nổi loạn ngày 6 tháng 1, 2021. Trong hồ sơ đệ trình tòa hôm Chủ nhật, nhóm pháp lý của Navarro cho rằng những vấn đề về đặc quyền của Tổng thống phải được quyết định trong việc kháng cáo của tiến sĩ Navarro. Lập luận rằng trong quá khứ, Bộ Tư pháp cho rằng một cố vấn cao cấp của Tổng thống không cần phải tuân thủ trác của Quốc hội đây sẽ được coi là một sự việc hiếm có nếu đơn kháng cáo của ông Navarro giúp không phải vào tù cho đến khi việc kháng án được tòa chấp thuận. Thưa quý vị, ông Navarro là cố vấn cho cựu tổng thống Donald Trump, đồng thời là giám đốc chính sách thương mại và sản xuất. Cựu tổng thống Donald Trump tỏ ý sẽ cắt giảm vấn đề an sinh xã hội và Medicare, nhưng đương kim tổng thống Joe Biden lập tức phản đối cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump được xem là ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong năm 2024 vừa lên tiếng là ông sẽ áp dụng biện pháp cắt giảm chi tiêu cho quỹ an sinh xã hội và Medicare. Đài NBC News loan tin. Ngay sau đó thì tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng phản đối và lưu ý công chúng tới tầm quan trọng của chính sách về vấn đề này trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong chương trình mang tên Squawk Box của đài truyền hình CNBC, cựu tổng thống Donald Trump không nói cụ thể về việc ông sẽ thay đổi chương trình hưu trí như thế nào. Thế nhưng, một phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump chữa cháy lời ông giải thích rằng cựu tổng thống Trump chỉ đề cập tới việc cắt giảm lãng phí và gian lận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết tới chính sách về phương cách ông Trump sẽ thực hiện điều đó hoặc là có thể tiết kiệm được bao nhiêu trong lần xuất hiện tranh cử mới đây tại New Hampshire. Tổng thống Joe Biden nói rằng nếu bất cứ ai cố gắng cắt giảm an sinh xã hội hoặc Medicare hoặc là tăng tuổi nghỉ hưu một lần nữa thì Tổng thống Joe Biden sẽ ngăn chặn. Quỹ an sinh xã hội dự trù sẽ chi trả cho đến năm 2034. Medicare có khả năng thanh toán cho tới năm 2028. Sau đó thì các phúc lợi theo chương trình này sẽ tự động bị cắt trừ khi có thay đổi để tăng ngân sách hoặc là giảm chi tiêu. Lời đề nghị ngân sách hàng năm của Tổng thống Joe Biden được công bố vào hôm thứ Hai kêu gọi gia tăng Medicare bằng cách tăng thuế đối với những người có lợi tức hơn 400.000 Mỹ một năm và tăng thuế phụ thu 3.8% đối với những người có lợi tức đầu tư trên 5%, đối với mức lợi tức đó và chuyển doanh thu vào quỹ ủy thác bảo hiểm bệnh viện. Đề nghị này cũng kêu gọi đưa tiền tiết kiệm thuốc Medicare vào quỹ tín thác để kéo dài thời hạn của quỹ. Còn cựu Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra kế hoạch chính sách nào cho vấn đề an sinh xã hội hoặc là Medicare. Thưa quý vị, một người mẹ ở Minnesota bị tố đã dìm chết con vì không thích tắm một người mẹ 20 tuổi ở Alino Lakes, Minnesota, Esperanza Ray Harding đang đối mặt với cáo buộc giết người sau khi bị cáo buộc đã dìm con của mình vào bồn tắm rồi ném xác của đứa trẻ vào thùng rác tại một khách sạn. Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 6 tháng 3, 2024, các cảnh sát đã nhận được cuộc gọi về một trẻ em bị mất tích tại bệnh viện Nhi, sau khi trò chuyện với Harding, cảnh sát đã phát hiện ra không có hồ sơ về việc đứa trẻ nhập viện hoặc đã tử vong tại bệnh viện. Harding cuối cùng đã thừa nhận rằng con của cô đã chết tại một khách sạn ở Bloomington vào ngày 28 tháng 2, không phải tại bệnh viện như cô đã tuyên bố. Cô cũng thừa nhận rằng đứa trẻ đã chết trong bồn tắm, sau đó cô đã quấn thi thể lại và ném vào thùng rác. Theo hồ sơ tòa án, cô đã gửi tin nhắn với bạn trai của cô để hỏi cách để thoát khỏi tội. Edwin, bạn trai của cô cũng bị buộc tội và hai người đã bị giam giữ. Được biết, Harding đang bị giữ với số tiền bảo lãnh là 1,5 triệu Mỹ Kim, trong khi Edwin đang bị giữ với số tiền bảo lãnh là 500.000 Mỹ Kim. Và thi thể của đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy. Vụ án đang gây chấn động trong cộng đồng. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, Tài xế của chiếc xe chở tổng thống kể lại hành động của tổng thống Trump trong ngày bạo loạn tại Điện Capitol. Tiểu ban thanh tra thuộc Ủy ban Hành động của Hạ viện, dẫn đầu bởi các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, vừa mới công bố bản báo cáo sơ bộ phản án về kết luận điều tra của khóa tiền nhiệm về vụ bạo loạn ngày 6 t. tháng 1 năm 2021. Theo bản báo cáo thì không có bất kỳ nhân viên nào của tòa Bạch Ốc xác nhận về tin Tổng thống Donald Trump đã trồm người lên để giành lấy vô lăng tay lái của chiếc xe đặc biệt chở Tổng thống. Bản báo cáo cho rằng lời khai trước đó của Cassidy Hutchinson là phụ tá của cựu chánh văn phòng tòa Bạch Ốc là Mark Meadow về hành động của ông Donald Trump trong ngày xảy ra vụ bạo loạn tại Điện Capitol là thiếu chính xác. Trong những buổi điều trần kín và công khai trước Ủy ban điều tra 6 tháng 1, trực thuộc Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ kiểm soát vào 2 năm 2021 tới năm 2022, thì ông Hutchinson nói rằng họ có nghe lời kể từ những đồng nghiệp trong Tòa Bạch Ốc cho rằng ông Trump đã cố gắng giành lái chiếc xe chở tổng thống tới Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và muốn đồng hành cùng với dòng người biểu tình đòi lật đổ cuộc bầu cử. Trong khi đó, tài xế của chiếc xe chuyên chở Tổng thống vào ngày 7 tây tháng 11 năm 2022 kể lại diễn biến hôm đó với Ủy ban 6 tây tháng 1 rằng không thấy ông Trump chồm người lên ghế trước trong bất kỳ thời điểm nào. Những lời khai này không được công bố vào năm đó. Nhân viên điệp vụ này được giấu tên và trích dẫn một phần lời khai của bản báo cáo sơ bộ. Tiểu ban thanh tra thuộc Ủy ban Hành chính Hà viện Hoa Kỳ không công khai toàn bộ lời kể từ tài xế của chiếc xe nói trên. Các nguồn thảo tin và bản ghi lời khai bị rò rỉ cho thấy, điệp vụ này đã kể thêm nhiều diễn biến khác trong ngày bạo loạn tại Điện Capitol, cho thấy ông Trump muốn tới địa điểm của cuộc biểu tình. Tiểu ban thanh tra cho biết như sau, có lời khai từ ít nhất là ba nhân viên khác nhau của tòa bạch ốc mâu thuẫn với câu chuyện của Hutchinson và bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban 6 tháng 1. Họ cho rằng tiến trình điều tra của Ủy ban đã bị chi phối bởi định kiến chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và không được thực hiện cách công tâm. Thưa quý vị, công nghệ tự lái của hãng xe điện Tesla và các đối thủ bị đánh giá kém an toàn. Ngày 12 tháng 3, Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ công bố kết quả đánh giá mức độ an toàn của công nghệ lái xe tự động, trong đó hệ thống tự lái của hãng xe điện Tesla và các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu khác bị đánh giá kém an toàn. Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc cho biết dựa trên cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông, không có bằng chứng nào cho thấy hệ thống tự lái Autopilot của Tesla hoặc các hệ thống hỗ trợ lái xe khác mang lại lợi ích an toàn thật sự cho người sử dụng. Theo David Hockey, Chủ tịch Diện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc, hệ thống phanh khẩn cấp tự động chỉ giúp giảm 50% số vụ va chạm từ phía sau và 30% số vụ đâm xe vào người đi bộ. Trong khi đó, Tesla và giám đốc điều hành Elon Musk trước đó tuyên bố những mẫu xe Tesla trang bị tính năng tự lái an toàn, an toàn khoảng 10 lần so với các mẫu xe phổ biến ở Mỹ và an toàn hơn 5 lần so với những mẫu xe Tesla không có tính năng tự lái. Thưa quý vị, hiện Tesla chưa đưa ra bình luận về báo cáo mới nhất của Viện Bảo hiểm An toàn Đường Cao Tốc. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý liên bang Mỹ đang điều tra gần 1.000 vụ tai nạn xe hơi liên quan đến tính năng lái tự động của hãng xe điện này. Thưa quý vị, ngoài tính năng tự động lái của Tesla, các hệ thống tự lái của các hãng xe khác như Mercedes, BMW, Nissan Ford, GM, thương hiệu Genesis của Hyundai và thương hiệu Geely của Volvo cũng bị đánh giá là kém an toàn. Và một lần nữa, kính mong quý vị vẫn giữ làn sống của Sài Gòn TV.